Hai, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình chuẩn bị mì để mình ăn sáng nha mấy bạn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món là mì xào với lại giá với lại hẹ ha mấy bạn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo dõi mình thực hiện món này nha. Và mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi thu hoạch hẹ ha. Đây mình có chuẩn bị mì trước rồi nè. Đây là mì gói nha mấy bạn. Đó, sau đó mình sẽ đi thu hoạch hẹ với thu hoạch giá nha. Hẹ thì mình tự trồng và giá mình cũng tự trồng luôn nha mấy bạn. Đó, mời mấy bạn theo dõi nha. Đây nè mấy bạn. Đó, thì đám hẹ của mình ha. Bây giờ mình sẽ đặt máy quay ra đây và mình thu hoạch nha mấy bạn. Đó, hành với lại hẹ ha, với lại một số cây rau gia vị nè. Đó, thì đối với thu hoạch hẹ thì mình cái chậu này mình mới vừa trồng nên là sẽ dời cái chậu này qua đây ha. Chậu nào mình mới trồng thì mình sẽ không cắt nha mấy bạn. Đó, mình chỉ cắt những cái chậu mà đã trồng cũ rồi thôi. Các bạn cắt ngang nha. Cỏ luôn cho nó ha. Đó. Sẽ cho nó vô rổ rồi mình thu hoạch tiếp ha. Ở đây. Ây dạ. Tồng ở nhà mấy bạn rất là thơm luôn á, mới cắt về thôi mà nó thơm phức luôn đó. Rồi. Rồi mình bây giờ mình sẽ thu hoạch giá ha mấy bạn. Đó, giá này mình tự trồng nè. Đó, qua mình có thu hoạch một đợt rồi ha. Okay. Thì hôm nay mình sẽ thu hoạch tiếp nha mấy bạn. Đó. Đây. Đây nè mấy bạn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ thu hoạch một mớ ha. Rồi mình ăn bao nhiêu còn bao nhiêu mình sẽ để vô tủ lạnh nha mấy bạn. Đó. Mấy bạn thấy giá tự trồng nó nhiều rễ ha, còn mình mua ngoài chợ nó không có rễ mấy bạn. Đó. Thì rồi thì mình đã rửa giá với lại hẹ xong rồi nè mấy bạn. Đó, giá tự trồng nhà ha, hẹ cũng tự trồng luôn. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình chế biến nha. Tiếp theo mình sẽ bắt cái nồi nước lên để mình trụng mì nha mấy bạn. Đây, nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho mì vô nha mấy bạn. Trộn cho nó nở đều ha mấy bạn ha, cho nó chín một phần. Đó. Rồi sau khi mà nó chín sơ rồi mình sẽ vớt ra ha mấy bạn ha.
vớt ra một cái rổ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt chảo lên và bật bếp lên nha mấy bạn. Khi mà sau đó mình sẽ chế dầu vô ha, cho dầu vô. Rồi khi mà chảo nóng á, dầu nóng rồi á, thì mình sẽ cho hành tím vô, mình phi lên cho dầu nó thơm ha mấy bạn. Đó. Và phi nó vừa vàng thôi nha, đừng có làm nó vàng quá, nó bị khét là ăn không tốt cho sức khỏe nha mấy bạn. Đây, mình sẽ cho hành tím vô. Thì nếu mà mấy bạn dùng tỏi cũng được ha. Còn mình có hành thì mình dùng hành. Nếu mấy bạn hành nó cũng thơm. Sau khi nó vàng đều rồi á, mình sẽ cho hẹ vô ha. Giá vô luôn. Rồi, sau khi mà xào giá với hẹ chín rồi mấy bạn sẽ cho mì vô ha, cho cái rổ mì hồi nãy á vô đó. Rồi bây giờ mình cho vô đây một xíu nước tương nha mấy bạn. Đó, xíu bột ngọt ha. Sau đó mấy bạn sẽ đánh cho nó tan ra ha, tan cái phần gia vị của mình ra. Rồi mình sẽ rưới cái phần gia vị mà mình mới vừa pha lên ha mấy bạn ha, cho nó vô đây. Gia vị thì mấy bạn sẽ cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình nha. Đó. Rồi mấy bạn sẽ trộn đều ra. Đây mình đã chuẩn bị buổi sáng xong rồi nè mấy bạn. Đó. Thì mình làm món mì xào giá hẹ ha. Buổi sáng rất là đơn giản nha mấy bạn. Đó. Thì mùa dịch này á, thì mình có mì sẵn mì ở nhà nè. Thì mình sẽ hái rau ở trong vườn với lại giá bên trồng á, mình sẽ làm cái món mì xào ha. Thì ăn cho nó đỡ ngán á mấy bạn. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này nha. Mến chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và luôn bình an nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.